Linh, dạ. Em có thấy cái áo màu xanh ấy, anh để ở đâu không? Em để ở trong túi ấy. Em không tìm thấy ạ? Thấy đâu? Đã vội chờ. Mẹ thấy để trong phòng con. Mẹ tưởng áo bẩn, mẹ vừa mang đi ra thôi. Mẹ ơi, con đã bảo mẹ bao nhiêu lần rồi, đồ con mẹ đừng có động vào. Bây giờ biết lấy áo gì để mặc ạ? Sao tự dưng anh lại cấu với mẹ như thế? Không có cái này thì mặc cái khác. Anh thiếu gì sơ mi đâu. Mẹ xin lỗi con. Ra rồi cả cặp. Thôi mẹ ơi, mẹ đừng kể bụng nhá. Kệ anh đi ạ. Bà ơi, để con muốn tiếp cho bà xem nhá. Ừ. Bà ơi bà, cho yêu bà lắm. Tóc bà trăng như mây. Nhưng bà ơi, chồng bố mệt quá. Bà lấy cho chồng cũng nước nhá. Thì cháu không thấy bà lấy cho. Mẹ có làm sao không ạ? Không, mẹ không làm sao. Mẹ làm sao ấy nhở? Mẹ cứ ngồi im đi, sẽ có người khác phục vụ mẹ. Mẹ chỉ lấy nước cho con hôn đâu uống thôi mà. Con xin mẹ đấy ạ. Mẹ xem, mẹ động vào đồ gì cũng hỏng. Mẹ đừng có bày việc cho vợ con làm đi. Tại sao anh cứ phải thái độ với mẹ như thế trước mặt con ấy nhở? Chẳng ra cái gì. Mẹ ơi, con xin lỗi nhá. Thôi, mẹ để con dọn cho ạ. Hôm nay mang ở đây nhá. Vâng ạ. Công việc nào rồi? Cái gì cơ? Các cậu mà không giải quyết xong nhá thì trình đơn nghỉ việc đi. Chả làm ăn được cái gì cả. Lũ luận hại. Mẹ làm cái gì đấy? Mẹ biết cái này bao nhiêu tiền không? Mẹ ngồi im xuống dưới này cho con nhờ đi. Đậu có cái gì là hỏng cái đấy. Mẹ xin lỗi con. Con nói mẹ lần cuối cùng. Mẹ đừng để con phải nói thêm lần nào nữa nhá. Thank you.
xong không? Chú cứ nhìn thấy à? Đọc một ít thì cũng học chú đi đi. Ok, sao con ăn một cái chú thế? Như thế là không ngon đâu. Đấy là điều của chú đi đi. Ok, con bé này. Con làm cái gì vậy? Hả? Con gái của anh? À, đúng, con gái thôi. Tại vì là không ai đó nói thế này để nó con tin. Con xin lỗi. Anh cứ nhẹ nhàng thôi. Chó nó không đây. Tôi xin lỗi anh nhé. Ôi, xin lỗi chú. Con thôi xin lỗi. Ok, muôn. Tôi nghĩ anh nên về nhà, sẽ cầu lại con bé đi. Dù gì thì cũng là tổng giám đốc của công ty mấy trăm nhân viên. Để con bé anh không dạy được, thì nhân viên làm sao mà chăm để mình đây. Rất kinh nghiệm nhé. Là không ngoan, con biết chưa? Từ lần sau không được như thế nữa, nhá. Vâng ạ. Thế anh không biết con bé nó học ai à? Thì em là sao? Anh thử nghĩ xem, trong cái nhà này ai là người hay nổi cáu, hay to tiếng, hay ném đồ đạc nhất? Trẻ con nó học theo thái độ và cách cư xử của người lớn. Em đã nói với anh rất nhiều lần là anh đừng nổi cáu, đừng quát nạt người này người nọ trước mặt con rồi, mà anh có nghe đâu. Anh không thấy con bé nó giống y hệt anh đấy à? Mẹ xin lỗi, tất cả là lỗi tại mẹ. Mẹ có lỗi gì đâu ạ? Mẹ xin lỗi, tính thằng Trọng nó hay câu gắt. Là vì từ bé, nó đã bị chứng kiến cảnh bố nó mắng mỏ hai mẹ con. Mẹ xin lỗi con. Mẹ rằng mẹ cũng nên nhẫn nhịn như thế, để con phải sống mãi trong cái cảnh như thế. Lỗi là tại mẹ. Lỗi là tại mẹ đấy con. Mẹ. Bà nuôi bố vất vả làm nên con phải thật ngoan, phải yêu thương bà để không làm bà buồn. Bố ơi, từ giờ bố đừng bấm bà nữa nhé. Lần nào bố bấm bà xong, bà cũng vào phòng khóc cu cu. Sau này bố già, bố không giúp được con. Con sẽ giúp con cho bố ăn nhé. Bà bảo con nếu làm sai thì phải dùng làm để thôi. Con xin lỗi bố ạ. Con xin lỗi bố rồi. Bố xin lỗi bà đi. Bố biết rồi. Ngoan lắm. Bố xin lỗi bố. Đến giờ và đối xử với mẹ không tốt, để làm mẹ buồn, con là thằng con bất hiếu. Mẹ tha lỗi cho con nhé, con hứa từ nay con sẽ không như thế đâu ạ.